Giải bơi trải thuyền rồng 2023 Hà Nội mở rộng, Hà Nội Open Dragon Boat Regatta 2023 đã chính thức khởi tranh trong sáng và chiều ngày 7 tháng 10 năm 2023. Với sự phối hợp tổ chức giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, giải đã kết thúc thành công rực rỡ. Giải bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2023 đã diễn ra với sự phấn khích, hồ hởi của hơn 600 vận động viên từ gần 40 đội tham gia tranh tài. Họ đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố, các huyện, thị xã, các doanh nghiệp câu lạc bộ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Giải là một trong nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023. Giải đấu năm nay được chia thành 5 hạng mục thi đấu ở các nội dung chính: thi đấu nam, nữ hỗn hợp của các đội thuyền tỉnh, thành phố trong nước, các đội đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; thi đấu thuyền nam, nữ phối hợp của các đội đến từ các câu lạc bộ, các tổ chức, doanh nghiệp, hãng hàng không nước ngoài. Các màn tranh tài diễn ra hồi hộp, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, góp phần kích cầu du lịch thủ đô. Được tổ chức lần đầu vào năm 2018, giải bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng nhanh chóng trở thành sân chơi thể thao truyền thống thú vị cho tất cả mọi người đam mê đua thuyền, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
xin hẹn gặp lại tại giải bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024.